nói về pháp không cũng là như vậy. Vì nhằm phá hết thảy các pháp tướng mà nói hết thảy các pháp đều không, nhưng nếu còn chấp pháp không thì vẫn còn chấp tướng không vậy. Bởi vậy phải phá luôn sự chấp không mới được tận không. Người tu hành tu tập như vậy là tu tập tùy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật. Ý như các đệ tử tùy thuận theo bậc đạo sư chẳng có làm trái ý thầy vậy. Như vậy gọi là tương ứng với như tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tùy thuận tướng ấy mà thành tựu thật trí huệ. Ví như cái nồi với cái vung, dù cỡ lớn, dù cỡ nhỏ cũng phải tương ứng với nhau. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, diệt hết thảy các pháp quán, thành tựu thật trí huệ, chẳng còn rơi về hai chấp, với gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Kinh này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập bảy pháp không gồm tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, với cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận hỏi: vì sao chẳng nói đầy đủ 18 pháp không mà chỉ nói có 7 pháp không này thôi? Đáp: trong Phật pháp tùy trường hợp có thể nói rộng hay nói hẹp. Rộng thì nói đến 18 pháp không, còn hẹp thì chỉ nói đến 7 pháp không này là đủ rồi vậy. Cũng như nói 37 phẩm trợ đạo là nói rộng, còn nói 7 giác chi là nói hẹp. Vì 7 pháp không này thường làm lợi ích cho chúng sanh, còn 11 pháp không kia thì khi nào chúng sanh khởi tà kiến mới cần nói đến. Thì đã quán được tổng tướng và biệt tướng của các pháp rồi, đã ra lìa được năm dục, đã được tâm không, thì chỉ cần nói đến pháp không và chúng sanh không. Pháp không là do từ nơi tánh không, tánh đã không thì cũng chẳng có tướng, nên là tự tướng không. Tướng đã không thì hết thảy các pháp đều không, là chư pháp không. Hết thảy các pháp đã là không thì là bất khả đắc, tức là bất khả đắc không. Dùng 4 pháp không này để phá hết thảy các pháp hữu vi, được hữu pháp không. Thế nhưng khi đã phá được hết thảy pháp hữu vi rồi, thì thường rơi về chấp vô pháp, bởi vậy lại phải quán vô pháp không. Nếu nghe vô pháp không mà trở về chấp hữu pháp, thì lại phải quán cả vô pháp lẫn hữu pháp đều là không, tức là vô pháp hữu pháp không. Như vậy người tu hành tuần tự, tu tập 7 pháp không như sau. Tu tập 4 pháp gồm tánh không, tự tướng không, chư pháp không và bất khả đắc không để phá chấp về các pháp hữu vi. Khi đã quán được hữu pháp không rồi, nếu rơi về chấp vô pháp thì phải quán vô pháp không. Khi đã quán được hữu pháp không và vô pháp không rồi, lại còn phải quán trùng cả vô pháp lẫn hữu pháp đều không, tức là quán vô pháp hữu pháp không. Khi đã quán được cả vô lẫn hữu đều không, cũng như quán cả nội lẫn ngoại đều không, là đầy đủ cả bảy không vậy. Hỏi: trước đây có nói rằng khi biết rõ hết thảy pháp đều không là diệt được hết thảy các quán, là được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Nếu chẳng như vậy thì chẳng được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Nói như vậy là còn có phân biệt đúng sai phải trái, tức là có quán rồi, sao lại nói diệt hết thảy các quán? Đáp: nhằm giải niềm nghi đó mà Phật đã dạy Ngài Xá Lợi Phất rằng Bồ Tát phải tu tập đầy đủ 7 pháp không như nêu trên đây mới được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Kinh này Xá Lợi Phất, khi tu tập 7 pháp không, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy sắc tương ưng hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy sắc có tướng sanh, có tướng diệt, có tướng cấu, có tướng tịnh, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có tướng sanh, có tướng diệt, có tướng cấu, có tướng tịnh. Luận: khi tu tập 7 pháp không, Bồ Tát chẳng thấy năm ấm tương ưng hay chẳng tương ưng mới được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Vì còn thấy có tương ưng hay chẳng có tương ưng là còn chấp tướng vậy. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thấy năm ấm có tướng sanh, có tướng diệt. Vì nếu chấp năm ấm có các tướng sanh diệt là rơi về chấp đoạn diệt. Nếu rời về chấp đoạn diệt thì chẳng có tội, chẳng có phước, chỉ đồng với loài cầm thú vậy. Lại nữa, Bồ Tát cũng chẳng thấy năm ấm có tướng cấu tướng tịnh, vì nếu chấp năm ấm có các tướng cấu tịnh thì có phược buộc, có giải mở. Vì nếu năm ấm vốn có tánh phược thì chẳng sao có thể có được giải thoát. Còn nếu năm ấm vốn có tánh tịnh thì người đời sẽ nghĩ rằng chẳng cần phải tu tập làm gì nữa. Kinh: khi tu tập 7 pháp không, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng chẳng thấy sắc cùng với thọ tương hợp, chẳng thấy thọ cùng với tưởng tương hợp, chẳng thấy tưởng cùng với hành tương hợp, chẳng thấy hành cùng với thức tương hợp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tánh không,
nên chẳng có pháp này cùng với pháp khác tương hợp được. Luận: các tâm và tâm sở pháp đều là chẳng có hình tướng, vô hình. Do chẳng có hình tướng nên cũng chẳng có chỗ trú, vô trú xứ. Ví như bốn đại và bốn đại tạo sắc hòa hợp khởi sanh ra các tâm và tâm sở pháp. Thế nhưng nếu chẳng có xúc làm trung gian thì các pháp ấy chẳng sao hòa hợp với nhau được. Phật dạy chẳng có pháp cùng với pháp tương hợp được. Vì sao? Vì tánh của hết thảy các pháp thường không nên pháp này chẳng có thể tương hợp với các pháp khác được vậy. Kinh: này Xá Lợi Phất, trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến trong thọ không, tưởng không, hành không, thức không, cũng chẳng có thọ tưởng hành thức. Luận: sắc và không trái nhau, đã là không thì chẳng có sắc được. Ví như lửa và nước trái nhau, trong nước chẳng có lửa và trong lửa chẳng có nước vậy. Thế gian thấy sắc chẳng phải là không, chỉ có người tu khi vào được không tam muội rồi mới thấy được sắc tức là không. Phật dạy trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến trong thức không chẳng có thức, để khai thị tánh không của năm ấm. Kinh: này Xá Lợi Phất, vì sắc là tánh không nên chẳng có tướng ngã hoại. Vì thọ là tánh không nên chẳng có tướng thọ. Vì tưởng là tánh không nên chẳng có tướng tưởng. Vì hành là tánh không nên chẳng có các tướng tạo tác. Vì thức là tánh không nên chẳng có tướng tri giác. Luận: trước đây nói năm ấm đều là không, do vậy mà nói trong sắc không chẳng có sắc, dẫn đến trong thức không chẳng có thức. Như vậy có nghĩa là trong không chẳng có năm ấm vậy. Này nói nhân duyên năm ấm mỗi mỗi đều là tự tánh không, tự tướng không, nên đều là bất khả đắc cả. Đây là nói về duyên khỏi năm ấm là không, dẫn đến năm ấm là không vậy. Kinh: vì sao? Vì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng khác không, không cũng chẳng khác thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức tức là không, không cũng tức là thọ tưởng hành thức. Luận: này Phật khai thị về nghĩa nhân duyên, nếu năm ấm khác với không thì trong không phải có năm ấm. Này nói năm ấm chẳng khác không và không chẳng khác năm ấm, như vậy là nói năm ấm tức là không và không cũng tức là năm ấm. Bởi nhân duyên vậy nên tuy nói không mà chẳng phá năm ấm vậy. Vì sao? Vì ở đây Phật khai thị nhân duyên năm ấm vốn là không. Kinh: này Xá Lợi Phất, các pháp đều là tướng không, đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, chẳng có tăng, chẳng có giả, chẳng có ở trong ba đời. Bởi vậy trong pháp không chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng có sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng có nhãn giới dẫn đến chẳng có ý thức giới, chẳng có vô minh cũng chẳng có vùng hình tận, chẳng có lão tử cũng chẳng có lão tử tận, chẳng có khổ tập diệt đạo, chẳng có trí cũng chẳng có đắc, chẳng có thành văn cũng chẳng có bốn quả thành văn, chẳng có bích chi Phật cũng chẳng có bích chi Phật đạo, chẳng có Phật cũng chẳng có Phật đạo. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cổ bát nhã ba la mật tương ưng. Luận: hỏi, ai cũng có thể biết được rằng không là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, chẳng có tăng, chẳng có giảm, là chẳng có hết thảy pháp. Như vậy vì sao Phật còn phân biệt nói năm ấm cùng hết thảy pháp đều là không? Đáp: có người tuy đã biết về không mà cứ tưởng rằng nơi không cũng vẫn còn có pháp. Ví như người tu từ tâm khi hành bố thí vẫn tưởng rằng có chúng sinh được thọ hưởng của thí, được hoan hỷ. Mặc dù hành bố thí như vậy cũng đã được phước đức rồi, nhưng do còn tâm chấp nên chẳng vào được cửa không. Phật khai thị cho chúng sanh rõ các pháp vẫn thường không, chẳng cần phải vào không tam muội mới biến các pháp thành không vậy. Người tu khi thành tựu được trí vô lậu sẽ thành tựu được đạo quả, từ quả tu đà hoàn dẫn đến quả vị Phật. Biết rõ các pháp ở nơi thật tướng vẫn thường không mà chẳng chú chấp nơi không mới gọi là cổ bát nhã ba la mật tương ưng. Kinh: này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy cổ bát nhã ba la mật tương ưng hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy cùng năm ba la mật kia tương ưng hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy cùng sắc thọ tưởng hành thức tương ưng hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tương ưng hay chẳng có tương ưng, chẳng thấy nhãn giới dẫn đến chẳng thấy ý thức giới tương ưng hay chẳng có tương ưng, lại cũng chẳng thấy bốn niệm xứ, tám thánh đạo, mười Phật lực dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí tương ưng hay chẳng có tương ưng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cổ bát nhã ba la mật tương ưng. Luận: khi đã vào thật tướng bát nhã, Bồ Tát chẳng còn thấy các pháp có định tướng, có tương ưng hay chẳng có tương ưng,
Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng còn thấy các pháp có xa khác nhau. Vì sao? Vì khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy của bát nhã ba la mật tương ưng hay chẳng có tương ưng. Do vì chẳng thấy như vậy nên mới gọi là của bát nhã ba la mật tương ưng. Nếu trái lại thì chẳng được của bát nhã ba la mật tương ưng. Lại nữa, Bồ Tát cũng chẳng thấy hành thường lạc ngã tịnh là tương ưng hay chẳng phải tương ưng với bát nhã ba la mật. Chẳng thấy hành vô thường khổ không vô ngã là tương ưng hay chẳng có tương ưng với bát nhã ba la mật. Tóm lại, nếu thấy có hành hay chẳng có hành là không tương ưng với bát nhã ba la mật. Nếu chẳng thấy có hành hay chẳng thấy chẳng có hành mới gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Vì sao? Vì ở trong bát nhã ba la mật chẳng có các sự việc ấy. Bát nhã ba la mật vốn rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh. Cả năm ba la mật kia, năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh cả. Hỏi, nói bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh thì còn hợp lý. Thế nhưng năm ba la mật kia, năm ấm cùng hết thảy các pháp làm sao có thể rốt ráo thanh tịnh được? Đáp, trước nói lì bát nhã ba la mật thì năm ba la mật kia chẳng được gọi là ba la mật. Này đã tương ưng với bát nhã ba la mật thì phải cùng hòa hợp với bát nhã ba la mật, cùng thanh tịnh như bát nhã ba la mật vậy, mới xứng đáng được gọi là ba la mật. Ví như khi hành bố thí, phải chẳng còn thấy có người cho, có người nhận, có vật cho, thì mới được thanh tịnh, mới được gọi là đàm ba la mật. Bồ Tát quán năm ấm cùng bát nhã ba la mật hòa hợp nên cũng thấy năm ấm là rốt ráo thanh tịnh. Quán như vậy, nhưng Bồ Tát chẳng thấy năm ấm có tương ưng hay chẳng có tương ưng. Đối với 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, cùng hết thảy các pháp cũng đều như vậy cả. Do các pháp chẳng có định tướng nên cũng chẳng phải là định pháp. Bởi nhân duyên vậy nên ở nơi hết thảy các pháp, bốn niệm xứ, tám thánh đạo, 18 không, dẫn đến đại từ đại bi, nhất thiết chủng trí. Bồ Tát chẳng thấy có tương ưng hay chẳng có tương ưng. Hỏi, vì sao Bồ Tát cũng hành 37 phẩm trợ đạo là pháp của hàng thanh văn? Lại nữa, Bồ Tát chưa thành Phật đạo thì làm sao có được 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 18 bất cộng pháp? Đáp, kỳ tu hạnh Bồ Tát, Bồ Tát phải quán các pháp của thành văn và của bích chi Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát phương tiện dùng pháp của thanh văn và bích chi Phật để độ chúng sanh. Tuy hành 37 phẩm trợ đạo mà Bồ Tát chẳng có thủ chứng. Vì sao? Vì Bồ Tát vào không vô tướng vô tác trú trong ba tam muội ấy, giấy niệm rằng, nếu ta tác chứng, ta sẽ chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Do nghĩ như vậy mà Bồ Tát từ sơ phát tâm đã tán thán tránh ước niệm 37 phẩm trợ đạo. Ngoài ra 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 18 bất cộng pháp là những pháp thập thâm vi diệu, nên từ vô lượng kiếp về trước và mãi cho đến khi tọa đạo tràng, Bồ Tát vẫn phải nghe, phải nhớ tưởng, phải phân biệt, phải trú cho các pháp ấy để tu tập đạo giải thoát. Ví như các bậc công thần phải thành tựu sự nghiệp, phải có đầy đủ hoa lực mới xứng đáng được thưởng công. Cũng như vậy, Bồ Tát phải thành tựu các công đức mới được đầy đủ hoa lực trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh. Hết thảy các công đức của Bồ Tát đều nhờ nơi bát nhã ba la mật. Khi Bồ Tát đã hợp với bát nhã ba la mật rồi, thì chẳng còn thấy có tương ưng hay không tương ưng nữa. Như vậy là Bồ Tát ở nơi các pháp nghĩa tùy thuận 6 pháp ba la mật tu tập cho đến khi được nhất thiết chủng trí. Kinh này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mahātát thực hành bát nhã ba la mật là thật hành pháp không, nhưng chẳng thấy không hợp với không, chẳng thấy vô tướng hợp với vô tướng, chẳng thấy vô tác hợp với vô tác. Vì sao? Vì không vô tướng và vô tác chẳng hợp cũng chẳng phải chẳng hợp. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, hỏi, trong nhất tâm chẳng có thể có hai thứ không? Như vậy vì sao đã nói về không rồi, lại còn nói chẳng thấy không hợp với không? Đáp, phải nên hiểu không theo hai nghĩa, đó là không tam muội, pháp không. Không tam muội chẳng cùng hợp với pháp không. Vì sao? Vì nếu dùng lực không tam muội mà hợp được với pháp không, thì pháp ấy chẳng phải là rốt ráo không. Nếu pháp không là rốt ráo không, thì chẳng phải đợi nhân duyên mới sanh. Nếu phải đợi nhân duyên mới sanh, thì chẳng phải là rốt ráo không nữa. Người tu hành khi vào được không tam muội thì thấy không. Khi ra khỏi tam muội thì chẳng thấy không nữa. Không như vậy chỉ là hí luận, chẳng phải là rốt ráo không. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật nói không chẳng hợp với không, dẫn đến vô tướng cũng chẳng hợp với vô tướng, vô tác cũng chẳng hợp với vô tác. Bồ Tát phải tu tập đúng như vậy mới được cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Hỏi,
Chỉ cần nói chẳng thấy tương ưng với bát nhã ba la mật hay chẳng tương ưng với bát nhã ba la mật là đủ rồi. Vì sao còn nói đến các pháp tương ưng hay chẳng có tương ưng nữa? Ví như nói một người mù không thấy ánh sáng thì 100.000 người mù cũng chẳng thấy được ánh sáng, đâu có cần phải nói đến nhiều lần. Đáp: chẳng phải như vậy. Các pháp tướng tuy chẳng có thể nói ra được, bất khả thuyết, nhưng Phật thì lòng đại bi thương xót chúng sanh mà phải dùng các pháp phương tiện chỉ bày cho chúng sanh được rõ. Đối với hạng người loại căn thượng trí, Phật chỉ cần nói một vài lần là họ đã được độ. Còn đối với hạng người độn căn ám trí thì phải nói rất nhiều lần thì họ mới có thể hiểu được. Lại nữa, trong kinh có phần biệt như sau. Phần thứ nhất, Phật nói để đoạn các chấp của người khiến họ thấy rõ các kiết sử. Phần thứ hai, Phật nói để đoạn các kiết sử về tà tư duy của người. Phần thứ ba, Phật nói để đoạn từng phần dư tàng kiết sử của người. Phần thứ nhất, Phật nói với hạng người được đạo thanh văn. Phần thứ hai, Phật nói với hạng người được đạo bích chi Phật. Phần thứ ba, Phật nói với hạng người phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Phần thứ nhất, Phật nói với 6 pháp ba la mật. Phần thứ hai, Phật nói về các pháp môn phương tiện. Phần thứ ba, nói về chú ở sơ địa của Bồ Tát. Lại còn có một phen nói về chú ở địa thứ 10 của đạo Bồ Tát. Hoặc phen thứ nhất nói về đạo làm người, nhân đạo. Phen thứ hai nói về đạo làm trời, thiên đạo, vân vân. Bát nhã ba la mật thầm thầm vi diệu, khó giải, khó biết. Phật rõ biết tâm của chúng sanh có lợi, có độ, nên đối với người lợi căn, thông trí chỉ cần nói một lần là họ liền ngộ. Đối với người độn căn, thiểu trí phải nói nhiều lần mới làm cho họ hiểu được. Cũng như có nhiều con ngựa bị roi đánh, đánh roi mới chịu chạy. Trái lại những con ngựa thuần thục chỉ thấy bóng roi là liền chạy đúng đường. Như vậy do rất nhiều nguyên nhân sai khác nhau mà kinh phải nói đi nói lại nhiều lần về một vấn đề nhằm đem lại nhiều lợi ích cho từng đối tượng chúng sanh. Kinh: này Xá Lợi Phất, khi trở thành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát vào được tự tướng không của các pháp. Khi đã vào được rồi, chẳng thấy sắc cùng với quá khứ tương hợp, sắc cùng với hiện tại tương hợp, sắc cùng với vị lai tương hợp. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức cùng với quá khứ, hiện tại và vị lai tương hợp. Vì sao? Vì chẳng thấy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai nên chẳng thấy sắc thọ tưởng hành thức cùng với quá khứ, hiện tại và vị lai tương hợp. Luận trước đã nói về không vô tướng và vô tác chẳng hợp, cũng chẳng phải chẳng hợp với bát nhã ba la mật. Này nói do nhân duyên và được tự tưởng không mà chẳng thấy sắc có hợp hay chẳng có hợp, dẫn đến chẳng thấy thọ tưởng hành thức có hợp hay chẳng có hợp. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tướng không, nên trong không chẳng thấy có hợp hay chẳng có hợp vậy. Lại nữa, do tầm chấp mà nói đất có tướng cứng, nước có tướng ướt, gió có tướng lai động, thức có tướng hay biết, vân vân. Mặc dù mỗi pháp đều có tướng riêng, chẳng có ở nơi các pháp khác, nhưng hết thảy các pháp đều là như, hết thảy các pháp tướng cũng đều là như, nên chẳng có hợp cũng chẳng không hợp. Lại nữa, tự tướng của hết thảy các pháp đều là không, nên các pháp tướng chẳng có tăng, chẳng có giảm, chẳng cùng quá khứ, hiện tại hay vị lai tương hợp. Quá khứ là không, là vô sở hữu, chỉ giả danh có vậy thôi. Nếu sắc hợp với quá khứ mà quá khứ đã diệt, thì sắc chẳng thể tương hợp với hiện tại được. Còn vị lai thì chưa đến, nên sắc cũng chẳng thể hợp với vị lai được. Ngày nơi hiện tại, sắc cũng sanh diệt, chẳng có chỗ trú, vô sở trú. Nên tướng của sắc là bất khả đắc. Bất khả đắc tướng, vì là bất khả đắc tướng nên sắc cũng chẳng có thể cùng với hiện tại hợp hay chẳng hợp. Sắc cũng chẳng có thể cùng quá khứ cùng vị lai hợp hay chẳng hợp. Vì sao? Vì quá khứ vị lai cũng đều là bất khả đắc cả. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Kinh: này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy quá khứ cùng vị lai hợp, chẳng thấy vị lai cùng quá khứ hợp, chẳng thấy hiện tại cùng quá khứ và vị lai hợp, chẳng thấy quá khứ và vị lai cùng hiện tại hợp. Vì sao? Vì cả ba đời đều chỉ là danh tự, đều là không vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luật hỏi: vì sao nói chẳng thấy quá khứ cùng vị lai hợp? Đáp: vì có người tin rằng các pháp ở trong cả ba đời đều có, ví như nói pháp vị lai chuyển thành hiện tại, pháp hiện tại chuyển thành quá khứ. Nói hiện tại là đất, chuyển thành cái bình trong vị lai, rồi ở vị lai cái bình lại chuyển thành đất. Hoặc nói quá khứ là đất, hiện tại là cái bình, rồi vị lai là đất, vân vân.
Đây là do tâm chấp có sự hòa hợp mà thấy có tướng của ba đời, nên biết sự việc đó chẳng phải là như vậy. Vì sao? Vì nếu chấp có pháp quá khứ, cùng với quá khứ làm nhân cho hiện tại, chấp có pháp hiện tại, cùng với hiện tại làm nhân cho vị lai, chấp có pháp vị lai, cùng với vị lai làm nhân cho đời vị lai kế tiếp, đều là lầm lỗi hết cả. Lại nữa, nếu chấp tâm quá khứ cùng với các tâm sở, pháp, duyên, các pháp trong ba đời cũng là lầm lỗi, dẫn đến nếu chấp tâm hiện tại, tâm vị lai cùng với các tâm sở pháp cũng lại duyên như vậy, thì cũng đều là lầm lỗi cả. Lại nữa, có trường hợp người tu hành đoạn được các tâm và tâm sở pháp và đoạn được tâm năng duyên mà vẫn chẳng đoạn được các pháp. Cũng có trường hợp người tu hành đoạn được các tâm và tâm sở pháp, đoạn chưa đoạn được tâm năng duyên mà đã có thể đoạn được các pháp. Như vậy hết thảy các pháp trong ba đời do nhân duyên nghiệp quả cùng nhau hòa hợp mà có. Thế nhưng nếu chúng sanh mê lầm chấp có sự hòa hợp thì đó cũng là lầm lỗi. Bồ Tát chẳng có lầm chấp về sự hòa hợp đó. Vì sao? Vì như trước đây đã nói rõ, quá khứ đã diệt nên chẳng thể làm nhân duyên cho hiện tại và vị lai được. Ngay trong một niệm, các nhân duyên ở hiện tại cũng chẳng có trú. Bởi vậy hiện tại chẳng có thể làm nhân duyên cho vị lai được. Bởi vậy nên nói ba đời chẳng có thể cùng nhau hòa hợp được. Phật dạy thêm rằng, nhân duyên ở cả ba đời chỉ là danh tự là không, nên ba đời chẳng cùng nhau hòa hợp được. Hết quyển 36.